Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái channel Zunfin. Hôm nay mình cũng đã đuối lắm rồi, nhưng mà mình phải quay lại cái khúc này thôi. Thì ngắn gọn thôi, đó là bây giờ mình đang trong cái chỗ farm XP zombie của server Xminer. Thì server giờ này không ai chơi hết, có 3 người thôi. Thì chúng ta đang có tầm khoảng 590 con zombie đang ở đây. Và level mình là level thứ 5. Bây giờ mình thử mình giết thử 500 mấy con này chúng ta sẽ có bao nhiêu level nha. Rồi, chúng ta sẽ thử xem nào. Một phát. Đây, xong. Làm phát nữa anh nè. Hai phát. Ồ chưa, nó lắc á mà. Không, mình đi ra tí. Ồ, nó lắc lắm ấy. Ở đó đó. Mình cái cây kiếm của mình nó bị lát rồi, mình phải quýnh nó lan mới được. Nó mình phải đánh lan sao cái nó phát tút quên đã bị chết bởi đệ của mình đẹp trai. Nó phát quá tình này, sao sao mình không có quýnh được. Cái kiếm này nó bị gì vậy? Mình nghĩ là server nó lắc rồi đó, mình nghĩ là server nó lắc lắm rồi đó. Chúng ta không được cái kiếm luôn kìa. Chúng ta coi coi server nó lắc rồi. Với cả đống này thì nó mát lắc luôn. Lắc lắm rồi. Ê, mà thử với cái kiếm khác xem nào. Nó không có cho mình đánh lan là sao vậy? Nó cho mình đánh lan à? Nó phát cái kiếm này bị gì rồi? Nó. Đánh nào ra mình vô lại nè. À. Nó lát luôn cái server luôn. Đó 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 đó. Oh, holy shit, vụ gì vậy? Nope. Vụ gì vậy? What the fuck, vụ gì vậy? Nó quấn mình không? Nope. Trời, lát luôn server rồi. Vụ gì vậy trời? The fuck? Mình phải giết hết cái đống này sao? The lát luôn rồi. Chưa, mình nghĩ là mình tắt cái server đi. Holy shit. Lẹ lẹ lẹ, nó giết chết đấy. Lẹ 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 lẹ. Trời, nó lắc luôn rồi. Server bị lắc rồi, tụi nó bị bung ra khỏi này. Mình đâu có làm gì đâu mà tụi nó bung ra dữ vậy. Coi nè. Chém nó. Chém nó. Chém nó. Cái gì vậy? Trời, tụi nó đi xếp hàng như đúng đồ luôn rồi. The fuck, the fuck, the fuck, the fuck, the fuck, the fuck. Đây, giết hết, giết sạch, giết hết, giết sạch, 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 hết, hết, sạch, hết. Đó. Rồi, giết xong đống này lên cấp. Ê, hết máu, đồ ăn, đồ ăn. Tụi này nó lầy lắm, mình chết là mình đồ đây không tốt đâu, mình chạy lò bộ qua đây lâu lắm. Lắc rồi, server lắc lắm. Server lắc lắm. Mình ăn mà nó không no được nè. The fuck, server lắc lắm. Server mát lắc luôn ấy. Bạn thấy lý do tại sao mà anh Xenos lại không cho các bạn vào chơi ấy, thì đó là server ấy. Ý là có mình như đây có ba người không nó lắc bỏ mở ra không biết sao luôn đó. Ok, mình cũng có diệt xong được cái đống này rồi, nhưng mà tình hình là nó vẫn còn lắc vì cái đống kia nó vẫn còn. The fuck bitch, vụ gì vậy trời? Nó không chết luôn.
Rồi nó dai vậy. Kinh nghiệm nó rải đầy dưới đây luôn nè. Oh man. Ok, cái cây búa của mình nó sẽ được sửa nè nha. Coi các bạn thấy một hồi nó sẽ được sửa chữa luôn. Nó sẽ độ bền của nó sẽ trở lại nguyên vẹn. Ta thấy xem đây. Ai, ta sẽ xem từ từ độ bền nó sẽ được sửa lại. Được sửa lại không vậy? Đờ phắc. Mình sẽ phải xử hết một đống này trước cái đám thôi, server lắc lắm. Nhưng mà mình sao mình ăn không được nha, ăn không được luôn, sao mà lắc lắm. Mà thử giờ mình đi ra chỗ khác mình ăn cái đã. Qua mình chỗ khác mình ăn đi. Ồ bây giờ mình không thể qua bên Nether được luôn. Lắc vãi, lắc vãi. Ăn chưa? Trời, chúng ta đi đâu mới ăn được đây? Rồi ai phá hư cái đó rồi? Ai phá hư cái cầu thang siêu thấp rồi? Đi sang chỗ này ra coi. Trời ơi, lắc vậy luôn á. Thử tao ra cái tàu độ tao cập nhật lại chưa. Trời, mắt lắc luôn. Lắc một cách khủng khiếp. Ai được rồi nè. Chưa nữa hả? Tao ra vô lại coi. Ăn được chưa? Chưa ăn được nữa, phải đi xa ra nữa. Đi xa ra nữa là cái đống kia nó sẽ mất á. Nhưng mà mình không muốn cái đống kia mất thế nào đó. Cái đống kia là nãy giờ mình đi áp ca tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ mình đi ăn. The fuck bitch. Thôi, mình muốn đi một đống kinh nghiệm luôn mà kiểu này phải chặt đường tay rồi, trời ơi. Trời ơi, trong đây nó còn 400 mấy con nè. Nó rớt ra 600 con. Giờ mình không ăn rồi được. Thật là nát mà. Kinh nghiệm nó cứ rớt vô người mãi thôi. Shit. 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 Shit man. Chừng nào mới đánh lan được đây? Trời ơi, lâu quá vậy. Trời ơi, trời ơi, trời. Lâu quá vậy, vậy. Lâu vậy quá. Trời ơi, lâu quá vậy. Mình còn cái kiếp gì không? Lâu quá vậy. Giờ mình cái này mà có đánh lan ha. Cái này mình phiên bản 1.9 nha. Nhưng mà không biết sao mình không đánh lan được. Shit man, shit. Đánh kiểu này mà tới chừng nào mà đánh lan được luôn. Nó kinh nghiệm nó đầy đầu luôn. Lên level 40 là chắc. Này chơi. Đó kinh nghiệm để sửa cái cây. Thì các bạn thấy mình đã có trên cái mending mà mình có thêm 4 cái cuốn sách mending nữa nè. Holy shit. Đậu mé mày. Đâu ra vậy? Đậu mé mày. Con gì trông nó vậy? Mình bị lắc á. Mình sao mà bị lắc lắm rồi. Không rớt cái kinh nghiệm luôn. Ồ, cả tiếng sau nó mới rớt. The fuck. Kìa. Trời ơi. Đã lắm luôn ấy. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Lạc máy luôn rồi. Trời ơi, coi nè, cái búa của mình nó coi nè nha. Ôi ta 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 ta. Mẹ mày. Coi cây búa của mình sẽ được sửa luôn nè. Đó, thấy chưa? Cái cúp cũng được sửa luôn nè. Ngon. Ăn được rồi đó. Ăn được rồi, cho hồi máu thôi, hồi máu. Trời ơi nó đã. Kiểu này chắc không lên được 40 rồi. Nhưng mà ta nói cái kiểu này coi nè. Kinh nghiệm mà nó rơi ra nè. Trong đây còn khoảng 200 con. Không tới. Trời ơi nó đã. Trời ơi. Đã phải đấy. Chắc có thể là lên 40 đấy. Yeah. Nhảy tới đâu kinh nghiệm tới đó. Cảm giác thật là hấp cho mod. Nhẹ 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 nhẹ. Hello baby.
40 rồi. Ồ, mình đoán như thần nha. Có thể lên được 41 luôn ấy. Đủ không ta? Chắc là không rồi. 41 kìa, ngon. 41 nửa cây. Đấy. Ok, ở trên đây còn bao nhiêu con? Trên đây giờ chúng ta còn nữa hả? Ôi, kinh nghiệm nó còn kẹt ở đây nữa nè. 42 luôn. May. 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 Rồi xong. Chúng ta đi xuống dưới đây chúng ta coi. Mình sẽ đi lấy một ít đồ. Ok, mình sẽ bỏ một ít đồ vào. Tụi nó đang chuyển đồ dần dần á. Nhưng mà mình phải đi lấy một ít trời, khoai tây nó ra như vậy luôn nữa hả? Cà rốt sắc bị lấy hết rồi. Mình phải đi lấy cái gọi là cái này. Tụi nó đang bị nghẹt cái thịt zombie. Thịt zombie đang rất là nhiều á. Không biết tụi nó nghẹt ở đâu nữa. Đây, tụi nó bị nghẹt ở bên đây nè. Mình ra ở phía sau nó, mình để lấy thịt zombie mới được. Mà mình full con mỡ nó rồi. Ok, giờ qua bên kia mình đổi đồ vào bên cái chỗ farm. Bằng cái chỗ nữa hả? Trời ơi, farm ít bi là phải như vậy. Đây, quăng cái này ra. Trời, nó nhận vô nhanh quá. Trời, nó còn dưới đây nè. Sắp nó lên cấp 43 luôn rồi. Lầy vái. Quăng ra đi, mình đi lấy thịt zombie. Thịt zombie mày đang ở đâu? Ê, có con Reaper. Nắp, nó không có thấy mình. Ê, nó thấy mình rồi. No, 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 no. Con mẹ mày. Tại sao vậy? Rồi nó nổ mắt đúng một cái đá đỏ. Đinh công mệnh, mình còn đá đỏ đây không? Nộp. Hên quá, còn 6 cái đá đỏ. Đấy, mà chuyển qua đây, qua đây, qua đây, đúng rồi. Và nó đang nạp cái này vô, ok ok. Giờ chúng ta phải đi lấy cái gọi là sao sắt nó không xuống nhỉ? À, sắt nó đang xuống đấy. Ta tìm không, mình phải đi ra cái mép phía sau của nó nữa. Đường này nè. Ta tìm thịt zombie. Tụi nó đang ở đâu? Nope, tụi nó không có ở đây. Thịt zombie đi đâu hết rồi? Thịt zombie đâu hết rồi? Not here, chắc nó chưa qua kịp á. Thịt zombie nhiều lắm. Giết bao nhiêu đó con là thịt zombie, ta nói nó nhiều khủng khiếp luôn á. Tụi nó đâu hết rồi? Tụi nó đi đâu hết rồi? Đó phát. Nắp, tụi nó đi đâu hết rồi? Hay là mình chỉ được có nhiêu đây thịt zombie thôi? Ít vậy. Thôi mà kệ. Đi qua đổi đồ. Quăng đi. Quăng đi. Quăng luôn. Đi 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 đi. Đi đổi đồ. Nữa hả? Cái kiểu này làm sao đi được. Thịt chứ biết kìa. Nhanh quá. Ok, bây giờ chúng ta đi qua bên cái chỗ trend đồ nha. Chúng ta lấy thịt zombie trên đồ nè. The fuck. Lấy vãi. Đó, nguyên cổng địa ngục chả có ai khác biệt chứ. Có ông cố nội là khác biệt à. Nhà có nam đẹp trai. Nhà có Jun này. Đấy. Chúng ta đi qua cái chỗ farm của Jun xem nào. Đấy. Biết có đứa nào ở đây không vậy?
Alright, có đứa nào đây không vậy? Ô, nộp, nộp, nộp. Con mẹ mày, tao phải giết mày. Mày, tao không muốn chịu đại sự level của tao mà tao. Mày đâu? Thằng ngu người kia đâu? Wow. Ê, mày, ý là mày đệ đẹp trai thì tao không care mày. Để gì tao bất chấp. Ok. À, thằng đệ mình, thằng cu cũng đã đổi rồi. Mấy cái thằng ở trên đây là áo trắng, ở phía dưới đây sẽ là mấy thằng này đổi thịt nè. Mình biết mấy thằng này nó sẽ đổi thịt. Chính xác. Ta đổi đồ và ấy, bấm này. Bấm đây. Thôi đổi như đó thôi. Để cho tụi nó đó, tụi nó có đó lên cho ta coi mấy cái đồ này của bắp. Mình không có muốn đổi mấy đó nhiều ta. Này 38, cái này 36 nè. 38, 40, mấy cao cao à. 40, 37, 38. Thằng này đổi với da bò, thịt heo. Thằng ngon nhất ta đổi này. Ta sẽ lấy Ngọc Lục Bảo. Nhưng mà tiếp tục mới đổi khác thôi. Tại vì tụi nó hết cho đổi rồi. Đó. Ồ, hết hết cho nữa rồi. Phát. Đổi hết được vàng này luôn. Đó. Ai nói thịt thúi chả làm được gì. Hể. Thằng này nó reset nè. Rồi nó có gì mới không? Nấp. Ai nói thịt thối chả làm được gì hả? Chúng ta có thể đổi được Ngọc Lục Bảo á. Ngon lành không kém. Và chúng ta hãy tự đổi à. Ngọc Lục Bảo để làm gì? Ngọc Lục Bảo dùng để trend đồ. Kiểu giống như là một cái kiểu donate, một cái kiểu tiền tệ ở trong server Minecraft vậy đó. Bạn chơi. Vậy chúng ta đi xuống dưới đây coi. Đây. Mấy thằng này là bầu kiểu này ha. Chúng ta có lúa, lúa, chỉ và len. Mấy thằng này là mấy thằng đồ ngon nè. Mấy thằng mà cái áo vest á, cái áo mà nó có cái bầu màu đen đậm á. Ok, chúng ta sẽ đổi được gì đây? Than. Mình lấy than mình đổi. Than mình nhiều lắm. Mình là đi mai than. Than nè. Đó. Lấy kinh nghiệm. Đó, nó mới vừa reset thế nè, có nghĩa nó có cái thứ gì mới không? Cái là cúp siêu thích thể. Ngon, hãy coi đó này coi. Này đầy rồi, này cúp cúp kiểu này. Thằng này cúp Infinity này. Thằng này chắc là giáp rồi. Giáp kim cương. Có cái gì gai này cũng là giáo luôn hả. Fry thằng này là gì đây, thằng này giáp nữa nhưng phải đổi với cái thằng đầu này nữa rồi, chắc nó cũng không cho đổi nhiều đâu. Ok, đổi nhiêu đây coi nó có đổi nữa không. Hết rồi, hết rồi đó, nó hết cho đổi nữa rồi đó. Mình phải đổi mấy thứ khác để cho nó reset lại á. Ừ đúng rồi. Giờ mình lên phía trên mình đổi sách. Tại đồ giờ mình đã có cúp với cả mấy cái này mình đợi đi đổi sách. Sách thì mình thích đổi cái cuốn sách Mending để coi tụi này nó có sách gì đây. Thằng cu này mày có sách gì? Flame lửa hả? Mày có gì? Mày có Fortune 1. Cù bắp. Mày có may mắn với cái cần câu. Ồ, có Fortune 3 kìa. Cái mình là cái siêu thách rồi, bỏ đi. À, phân cái này dùng cho cung. Đấm ấy. Cái này là gơi nhẹ, lông chim này dùng cho cái chân. Được này, lấy một cái. Ồ. Không mà cái này mình cũng không cần, mình trên cái chân mình sẽ từng có được. Mending. Bạn tự hỏi Mending là gì? Ồ, có lúc ba nó kìa. Nem tắt, chúng ta đổi một cái lúc ba nào, lúc ba mắc quá. Nhưng mà ta chơi thôi, lo gì.
Đó, chúng ta có cái lúc bà. Ngon. Sao thằng này mày đứng đây? Không ai đặt mày lại vậy? Nó mới vừa reset kìa. Có gì mới không? Nấp. Thằng này nó có cái gì vậy? Cái này di chuyển hả? Di chuyển dưới nước hả? Pin nấp. Pin là đấm hai. Ta có gì đây? Nấp bắt đánh bật lùi. Hết rồi. Ta có gì? Này bảo vệ coi vụ nổ hả? Thôi cùi. Đây. Đây là cái thứ mà các bạn cần đề cập ở phiên bản 1.9 này. Là cái kiểu đi trên nước á mà. Ồ, nó mới vừa mở ra cái gì mới nữa kìa. Coi có gì mới không? Awatina. Áp lực với nước hay gì á. Đại khái là vậy. Cái này mình không cần. Rồi, chúng ta đã có được một số khá khá sách rồi đó. Sách xịn không ấy. Mendin nè. Đi 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 ở dưới nước nè. Không lẽ giờ mình thử cái này cho các bạn coi. Hể. Mình cũng muốn thử đây. Mình giàu có à. Coi nè, ở trong đây. Ồ, mình hết rồi hả? Mình hết rồi. Hết emerald rồi. Hết emerald rồi sao giờ? Nhưng mà mình sẽ đi kiếm paper mình đổi tụi nó lại. Thử à, thử một lần cho biết. Với lại mình cũng đã hết diamond rồi. Không 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 ai còn diamond cho mình mượn đâu. Mình hết diamond rồi. Mấy mấy cái đồ mà mình đang có trong người toàn là mình trend ra không á, chứ mình không có diamond để mình ráp. Mình muốn làm cái chân diamond rê luôn. Nhưng mà thôi. Giờ chúng ta làm cái này chơi. Đâu rồi? Ê, thử rồi. Ta đi kiếm chỗ có nước chúng ta đi. Dễ. Về, dễ dễ. Test coi nào. Mấy cuốn sách Incheon ở trong đây nha. Phiên bản 1.9.4 này thì nó có cái kiểu Mendin với cả đi dưới nước té cả. Ồ, thấy gì chưa, ngon. Mình không có xài mod một tí nào nhé. Ô, chú gì vậy? À, một tí thì băng nó sẽ bị tan thôi, chứ nếu mà mình đi nhanh thì sao? Mình đi nhanh thì vẫn bình thường. Ủa sao? À chắc là mình nhảy xuống á. Mình phải bắt đầu từ ở dưới bờ mình đi ra. Chứ mình không có nhảy được. Ok. Ơi 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 ơi. Băng á. Bạn thấy băng không? Băng nó sẽ bể. Nó nứt nứt này. Nó băng nó nứt nứt á. Kiểu như thời tiết nóng á. Ngon. Bán này đã vãi. Nhưng mà không biết độ bền nó có giảm khi mà mình đi trên băng không nhỉ? Mình chơi mod thì có một cái kiểu thể loại giống vậy nè, nhưng mà mình đi trên băng kiểu về độ bền của cái đôi giày nó bị hư. Mẹ, mình thấy nó đâu có bị đâu. Ok. Ngon vãi. Ok, nếu các bạn thấy hay ở video này thì đừng lên bỏ lại một subscribe, một share video, like video cho mình. Để đấu phòng mình chơi nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye bye. Bye bye. Không, nhìn khuôn vãi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye.